là mình sẽ có cái phần đó là phần tee up cho mentor các anh chị, nghe mà gọi là ngồi ngồi nghe mà gọi là sướng cả người các anh chị. À, được tiếp thêm năng lượng cho cái buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba đúng không ạ? Ngày thứ hai trong tuần của một tuần mới. À thì Vân cũng có một cái giống như là mình vừa rồi thì mình cũng có một cái ý tưởng đó là mình trao đổi với lại chị Thúy đó là mình sẽ làm một cái chủ đề bán hàng. Và Vân nhớ là cái chủ đề bán hàng này cũng khá lâu bắt đầu mới quay lại các anh chị. À rồi, ok. À, các chị mình hãy giúp giùm Vân là mình một lần nữa mình gửi những cái tràng pháo hoa pháo tim để cho mình gửi lời cảm ơn đến toàn thể tất cả các ekip của chúng ta đã dậy sớm mở Zoom ha. À, sorry các anh chị hồi nãy có một chút xíu sự cố, đó chính là gì các anh chị? Vân không biết rằng là Vân hot chính cho nên là Vân chuyển từ điện thoại qua bên máy tính là Vân out, Vân bấm Vân out cái điện thoại là nó out hết luôn các anh chị. À, nhưng mà rất là vui là khi mà 400 các anh chị cũng đã có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay các anh chị. Rồi. Trong Zoom thì không biết rằng là có anh chị nào mình không biết Vân không ạ? À? Chưa biết Vân không ạ? À? Nếu như mà có mình comment là có, hay là mình comment giúp Vân số 1 nha. Anh chị nào mình chưa biết Vân thì mình comment số 1. Rồi. Rồi, ok hả? Cũng khá nhiều các anh chị comment số 1 ha. Hiện tại thì các anh chị cũng biết rằng là cái cộng đồng của STC của chúng ta, cộng đồng STC của chúng ta cũng ngày mỗi ngày thì số lượng tham gia vào rất là đông, và hầu như thì chúng ta không thể nào biết nhau được hết các anh chị. Thì có những cái chương trình, những cái buổi Zoom như thế này thì chúng ta mới biết nhau các anh chị ha. Thì Vân sẽ giới thiệu về mình một chút xíu cho các anh chị biết rằng là để sau này mình có gặp nhau bên ngoài thì các anh chị còn biết Vân là ai ha. Mới vừa có cái câu hỏi đó là vậy Vân là ai vậy? Rồi thì Vân họ tên đầy đủ là Tống Thúy Vân các anh chị, và Vân tham gia cùng với Robby là 3 năm 8 tháng các chị, 3 năm 8 tháng. Và sau một khoảng thời gian khi mà mình tham gia cũng không quá ngắn và cũng không quá dài thì hiện tại Vân đang giữ một cái vị trí là mentor 3 sao tại Robby hai các chị ha. Trước kia thì Vân không phải là người chuyên về kinh doanh đâu. Mình cũng là một cái người mà gọi là chỉ có một cái ngành nghề và gọi là người ta hay gọi là gõ đầu trẻ, nhưng mà Vân thì cũng không phải là gõ những cái đầu trẻ mà có độ tuổi mà gọi là đã gọi là kiểu như là lớn tuổi đâu các anh chị, mà là những cái bạn mầm non các anh chị, những cái bạn mầm non. Thì không biết là trong Zoom chúng ta có anh chị nào mình cùng ngành nghề không? Nếu là có thì mình comment là có ha. Để mà mình biết nhau là mình là đồng nghiệp các anh chị. Rồi hiện tại thì Vân đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh các anh chị. Mình đang sống ở quận 9 ha. Nếu như các anh chị nào mình ở quận 9 thì có dịp nào đó thì mình có thể giao lưu ha các anh chị ha. Rồi thì ngày hôm nay Vân sẽ đến với các anh chị một cái chủ đề, đó chính là về cái việc bán hàng các anh chị, về cái một cái chủ đề về bán hàng. Nhưng mà các anh chị ơi, trước khi mà mình bắt đầu chương trình á thì Vân có thể nhờ các anh chị là mình cùng nhau mở cam lên được không ạ? Hiện tại là Vân thấy trong Zoom mình là hơn 400 thành viên, nhưng mà đâu đó thì Vân thấy chỉ là được khoảng tầm 1%, chưa tới 1% nữa các anh chị. Vân thấy là khoảng tầm 4-5 các anh chị mở 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 cam thôi, còn những anh chị còn lại đâu ạ? Nguyên một màn hình mà gọi là 17 trang, mà sao Vân thấy cái trang đầu tiên là toàn là tắt cam không các anh chị? Không biết rằng là các anh chị ở đâu ạ? À? Các anh chị còn ở đó không ạ? À? Nếu mà có các anh chị hãy cùng nhau mình mở cam lên nha các anh chị nha. Chứ Vân thấy toàn là một màn màu đen không. Không biết rằng là mình có ở trong Zoom hay không, mình có học hay không ạ? Ví dụ như là Hải Anh nè, Nguyễn Minh TB nè, Phạm Thị Tơ nè. Nguyên một trang đầu tiên của Vân là Vân chỉ nhìn thấy chị Thía. Một người chị mà luôn luôn là gọi là sau lưng ủng hộ Vân cả các anh chị. Rồi có chị Ngân Nguyễn nè, chị Phạm Dung nè, chị Lan Nguyễn Thị Lan có 3 sao nè, các anh chị đâu hết rồi? Trời ơi, các anh chị cho Vân một cái màn hình màu đen như thế này thì rất là gọi là thương cho Vân các anh chị ha. Các anh chị mình cùng mở cam lên, và trong ngày hôm nay thì các anh chị mình cố gắng mình sẽ ngồi mình học nghiêm túc các anh chị. Vân biết rằng là buổi sáng này thì thường các anh chị cũng sẽ lo cơm nước hay là đồ ăn sáng cho con mình, hoặc là mình cũng tranh thủ mình đến đến cơ quan đúng không ạ? Nhưng mà mình nhớ rằng mình sẽ mở cam đến 6 giờ ha các anh chị ha. Rồi các anh chị nào mình có lý do thì mình có thể cùng nhau mình nhắn lý do lên trong cái khung chat.
xong nhờ bên ekip mình có thể tắt mic nha. Rồi, thì mình sẽ còn những cái bài, những cái một những cái buổi mà nó sẽ tiếp theo trong những cái chuỗi chủ đề này nữa các anh chị. Thường thì mình sẽ có một cái chủ đề khoảng tầm đâu đó 6 7 buổi nha các anh chị nha. Và chúng ta sẽ học liên tiếp vào mỗi thứ ba hàng tuần. Thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta hãy ghi chép đầy đủ ha các anh chị ha. Rồi ok, đâu đó thấy được thêm một vài thành viên mở cửa mở mở cam rồi. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi vào luôn các anh chị. Mình đi vào cái phần chương trình của sáng ngày hôm nay thì Vân xin phép xem màn hình một chút xíu. Cho Vân hỏi một chút xíu nè. Trong Zoom của chúng ta có bao nhiêu anh chị là người mới? Mình comment giúp dùm Vân là tôi các anh chị. Nếu anh chị là người mới và các anh chị đang lóng ngóng trong cái việc là các anh chị bán hàng, hoặc là các anh chị đang sợ bán hàng, các anh chị đang có một cái gọi là nỗi sợ, đó là chúng ta sẽ bán hàng, sẽ đi bán hàng các anh chị, chưa nói là bán hàng cho người thân người quen hay là gì nha các anh chị nha. Chỉ nói là cái việc là bán hàng thôi các anh chị. Các anh chị comment là tôi với mình Vân nha. Rồi ok. Trời ơi, nhiều thế. Rất là nhiều đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị mới. Và những anh chị mình đang có một cái nỗi sợ đó là bán hàng. Thật ra thì cái điều này đó cũng là một chuyện bình thường nha các anh chị nha. Khi mà mình chưa có từng kinh doanh, mình chưa có bán hàng á, thì mình có cái nỗi sợ này nó là bình thường thôi. Trước kia thì các anh chị cũng ngay từ đầu các anh chị cũng biết rồi, Vân không phải là người chuyên bán hàng đâu các anh chị. Không có giỏi bán hàng. Thậm chí luôn là anh xã Vân cũng từng nói với Vân một cái điều đó là vợ không bao giờ đi làm sale được. Không bao giờ làm sale được. Và anh xã mình dành cho mình cái câu đó. Không biết làm sao nhưng mà anh xã mình lại thấy mình như vậy và nói với mình là không có làm sale được, không có bán hàng được các anh chị. Các anh chị biết làm sao không ạ? Hồi trước kia thì Vân rất là nhát, rất là nhát, mình cũng không biết pha trò, mình cũng không biết gọi là tám chuyện với, nếu như mình rất là rụt rè các anh chị, mình rất là rụt rè, mình cũng không có kiểu như là hay kết nối đâu các anh chị. Vân là một cái tiếp người như thế, mình rất là ít nói. Mình cực kỳ ít nói luôn các anh chị. Cho nên là cái việc mà mình nghĩ là mình đi bán hàng á, nó không thể nào mà diễn ra được các anh chị. Nó không thể nào diễn ra mà nó cũng không thể nào mà mình làm tốt được. Bản thân Vân cũng nghĩ như thế luôn. Nhưng mà các anh chị biết không ạ? Đến khi mà mình có một cái sự khát khao, một cái sự thôi thúc, thì khi mà năm 2017 Vân quyết định là mình nghỉ việc để mình tìm một cái công việc gì đó. Mình làm và mình nghĩ về một cái hành trình xa hơn, một cái gọi là con đường xa hơn, đó là rồi mình có con, rồi ba mẹ mình lớn lên, ba mẹ mình ở độ tuổi già đi và ốm đau bệnh hoạn, thì mình cũng có thể ở bên cạnh và chăm sóc ông bà. Thì cái điều đó đó các anh chị, nó luôn luôn quẩn quanh trong cái đầu của mình và lúc nào nó cũng ám ảnh trong đầu của mình cả. Và sau đó thì Vân mới nói là vậy thì mình chỉ có một việc duy nhất, đó là mình phải đi kinh doanh thôi. Mình phải đi kinh doanh thôi. Và mình phải đi làm một cái công việc kinh doanh để mà mình có một cái khoản thu nhập. Mình cũng có thể ở bên gia đình của mình vẫn có thể ở ở cùng con của mình. Rồi khi mà ba mẹ của mình khi mà có ốm đau bệnh hoạn thì mình cũng có thể ngay lập tức mình về để mình ở bên cạnh. Thì đó chính là những cái động lực mà nó biến Vân thành một cái người khác anh chị. Và mình từ cái việc mình rụt rè, mình sợ rất nhiều nỗi sợ và chùm tiêu cực. Các anh chị nào mà gọi là tiêu cực thì chưa chắc rằng là các anh chị sẽ tiêu cực bằng Vân nha. Mỗi một sự việc thôi mà Vân có thể vẽ ra một cái viễn cảnh và mình buồn cả tuần cả tháng các anh chị. Các anh chị có thấy kinh khủng không ạ? Và tự nhiên Vân ngồi Vân nghĩ lại, nếu mà Vân của ngày xưa thì mình thật sự là mình cũng thấy thấy rùng mình, mình cũng sợ chính mình các anh chị, mà không hiểu sao hồi xưa anh xã mình lại chịu đựng mình như thế. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà mình như thế mình không thay đổi thì một ngày nào đó chắc là những người xung quanh mình cũng không chịu nổi mình.
Cho nên là các anh chị nhớ nha, các anh chị nào mà đang trong cái một cái trạng thái mà luôn luôn nghĩ chiều hướng tiêu cực thì các anh chị hãy giúp mình, đó là mình hãy thay đổi mình nha, mình cố gắng nha các anh chị nha. Mình hãy cố gắng mình tiêu cực. Và dần dần các anh chị, và dần dần bắt đầu là Vân làm quen với cái môi trường sale. Thì tháng 9 năm 2017 các anh chị, tháng 9 2017 thì Vân bắt đầu đi làm sale các anh chị. Và cái cuộc sale đầu tiên khi mà mình gọi cho khách hàng là các anh chị biết nó như thế nào không các anh chị? Nó như thế nào không ạ? Nó chính là một cái gì nó rất là kinh khủng. Không biết là các anh chị có nhớ đến cái lần đầu tiên mà mình bán hàng nó như thế nào không ạ? Nhưng mà hồi xưa là khi mà Vân bắt đầu Vân đi đi làm Vân trước tiên là Vân đi làm sale trước, làm nhân viên trước anh chị. Thì mình gọi điện thoại, mặc dù là mình đã học mấy ngày về kịch bản rồi, mình cũng được thực tập, là mình cũng được thực hành, là mình sẽ gọi là mình bắt cặp mình gọi với nhau luôn rồi các anh chị. Nhưng mà vẫn có một cái trạng thái đó là gì, người rất là run, người run cực kỳ run luôn, tay chân á thì lạnh ngắt các anh chị, tay chân thì lạnh ngắt và tim thì nó cứ gọi là như là cái trống vậy, nó cứ thình thịch thình thịch và nó giống như là muốn rớt ra bên ngoài và tay chân của Vân nó lạnh ngắt các anh chị, mà giọng nói nó cũng run 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 run, cái mình cảm giác là trong cái phần ngay cái cổ họng của mình nó cũng run run luôn các anh chị. Và mình không biết rằng là mình sẽ nói gì khi mà khách hàng họ bắt máy. Và các anh chị biết nó kinh khủng đến nỗi là khi mà đổ chuông thứ nhất tim mình lại đập nhanh hơn, đổ chuông thứ hai khách không bắt, vẫn khách không 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 bắt máy, là tim của mình nó lại càng đập các anh chị. Và khi đổ chuông thứ ba không bắt máy, tắt máy liền ngay lập tức. Lúc đó là Vân như thế đó các anh chị, tắt máy ngay lập tức, không có để tiếp các anh chị, không có để tiếp. Vào trời ơi, là mình nói là may quá khách không nghe máy các anh chị thấy không à, đến nỗi mà mình sợ đến nỗi như vậy. Và cái sợ đó nó luôn luôn là nằm trong đầu của mình, và nó luôn luôn là một cái rào cản mà đâu đó nó làm cho mình bị gọi là không có bao giờ mình vượt qua được, không qua vượt qua được cái rào cản bản thân của mình. Nó chính là một cái mà nó sẽ luôn luôn đẩy mình về sau các anh chị, một cái nỗi sợ mà nó kinh khủng, nó rất là kinh khủng. Nhưng mà khi mình nhớ về những cái động lực các anh chị, mình nhớ về những cái động lực vì sao mình lại phải làm điều đó, vì sao mình phải làm như thế, và bắt đầu các anh chị, và bắt đầu Vân mới thay đổi dần các anh chị. Và chính nhờ những cái sự thay đổi đó, nó giúp cho mình trở thành một cái người bán hàng, trở thành một cái người best seller trong rất nhiều những cái đơn hàng các anh chị. Mình trở thành là cái người bán hàng. Và đối với Vân á, thì trong những cái thời gian đầu mình chính là những cái người bán hàng. Nhưng mà sau càng đi các anh chị, càng đi và mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày mình gửi đến cho cái tay khách hàng một sản phẩm, thì mình không còn là người bán hàng nữa, và mình trở thành một cái người mà đang mang giá trị đến cho những cái khách hàng của mình. Và với Vân thì trong cái thời điểm khoảng tầm là 2 năm đổ lại đây, thì mình không xem mình là một cái người bán hàng, mà mình chính là một cái người mang giá trị đến cho khách hàng. Vậy thì tại sao Vân lại có một cái suy nghĩ đó, và rất là muốn lan tỏa cái điều này đến cho tất cả các anh chị, đặc biệt là những cái anh chị mà comment là tôi, là các anh chị đang có nỗi sợ về bán hàng, được không ạ? Rồi, thì các anh chị mình hãy cùng với Vân mình đi ha các anh chị ha, và mình hãy nghe những cái chia sẻ của Vân, để đâu đó mình giúp cho mình có những cái, nếu mà những cái này nó phù hợp thì các anh chị mình hãy dùng nó để mình thay đổi những cái suy nghĩ của mình, được không ạ? Và nếu như mình không cảm thấy là không phù hợp, và đâu đó trong cái quá trình Vân chia sẻ mà nó giúp cho các anh chị tạo ra được những cái nguồn năng lượng nào mà khác đi, nhưng mà vẫn là một cái nguồn năng lượng tích cực, một cái chiều hướng tích cực, thì các anh chị hãy ngay lập tức vận dụng cho mình để mình thay đổi suy nghĩ, được không ạ? Rồi, ok ha. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta làm được cái việc này, thì cái việc đầu tiên mà Vân muốn muốn nói với các anh chị là bản thân Vân cũng cũng đã tự đặt cho mình
đó chính là mình sẽ làm cái việc này vì lý do gì các anh chị, và tại sao mình lại làm cái điều này. Khi mà các anh chị mình xác định được cái lý do và mình xác định được cái điều mà tại sao mình phải làm nó mang gì đến cho mình, điều gì tốt đẹp cho mình, hay là nó mang đến lợi ích gì cho mình, thì mình sẽ có những cái sự thuyết phục hơn và chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý hơn các anh chị, đúng không ạ? Giống như khi các anh chị yêu một cô gái thì các anh chị cũng sẽ giống như các anh đi, thấy cô đó đẹp quá, và mình sẽ bắt đầu mình lên một cái suy nghĩ, đó là mình yêu cô đó, mình sẽ về cua cô đó trước, đúng không ạ? Thì có phải là cái lý do mà các anh chị muốn cua cô đó là cô đó đẹp gái, phải không ạ? Sau khi các anh chị tiếp xúc gần, các anh chị thấy là đẹp gái mà dễ thương nữa, hiền nữa, thì mình bắt đầu mình có một cái suy nghĩ, đó là mình sẽ cưới cô đó. Vậy thì bắt đầu mình mới nghĩ là nếu như mình lấy cái cô này, cổ vừa đẹp, cổ vừa nết na, cổ lại vừa ngoan nữa, thì chắc chắn rằng là mình sẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Và mình cũng sẽ có một cái người vợ đẹp, người vợ tốt, và gia đình của mình sẽ có một người con dâu ngoan. Thì đó chính là những cái lý do đó các anh chị, đó chính là những cái lý do. Vậy thì trong bán hàng chúng ta sẽ cần phải xác định được là những cái lý do vì sao mà chúng ta phải làm cái việc. Có nhiều anh chị nói là thôi anh ngại bán hàng lắm, hồi trước giờ anh chưa bao giờ đi bán hàng cả, hồi trước giờ chị cũng chưa có làm cái việc này, không biết bán làm sao, bán có được không, đúng không ạ? Có anh chị nào mà giống những cái trường hợp mà Vân nói không ạ? Có, mình comment với đồng Vân là có đi các anh chị, có không? Mình là luôn luôn đặt những cái vấn đề và đưa tất cả những cái nỗi sợ lên trước các anh chị. Và đây là một trong những cái điều mà hồi trước Vân thường làm. Hồi trước Vân thường hay làm như thế các anh chị. Có nghĩa là cứ mỗi một sự việc gì đó là bắt đầu mình ngồi mình vẽ, là không biết rằng mình có làm được không. Em chưa từng làm, em sợ lắm. Thôi vợ sợ lắm, vợ không làm được đâu. Thôi vợ không biết rằng là mình có biết là có làm tốt không. Mình luôn luôn có những cái điều đó. Nhưng mà mình quên một điều đó các anh chị, đó chính là mình sẽ cần phải nhìn được, mình nhìn được những cái vấn đề, nhưng mà mình không chịu đi tìm những giải pháp các anh chị. Mình không đi tìm giải pháp. Và dần dần khi mà Vân có những cái suy nghĩ đó các anh chị, Vân có suy nghĩ như thế này nè, không biết là các anh chị có anh chị nào giống Vân không? Thứ nhất là Robby có những sản phẩm chất lượng, đúng không ạ? Những sản phẩm của Robby đã giúp rất là nhiều người có những cái feedback tốt rồi, và mình cũng là một trong những cái sản phẩm của sản phẩm. Vậy thì nếu mà mình chia sẻ cho người đó, vậy thì nó tốt hay là nó xấu, nó tốt hay là nó xấu, và có giúp ích gì cho họ hay không, thì bắt đầu mình lót ra những cái điều đó các anh chị, và mình đi trả lời nó, mình đi trả lời đó, thì mình sẽ biết lý do tại sao mình phải cần đi bán hàng các anh chị. Thì đây chính là một số những cái điều mà Vân cho các anh chị thấy được rằng là nó giúp cho Vân thay đổi rất nhiều trong cái việc mình bán hàng. Từ một người mà gọi là được nhận định rằng là không thể nào bán hàng, và bây giờ trở thành là cái người mà gọi là không phải là giỏi nha các anh chị, không phải là gọi là rất giỏi hay là giỏi nhất ở hệ thống của chúng ta, nhưng mà mình tự tin rằng là mình giỏi so với mình trong những cái thời gian trước, và mỗi ngày mình giỏi hơn một chút các anh chị, mình giỏi hơn trong cái việc mình bán hàng so với bản thân mình các anh chị. Như vậy là đủ rồi các anh chị, mình không cần phải so sánh với ai ha các anh chị ha, mình không cần phải so sánh với ai, nhưng mình chỉ cần so sánh với mình của ngày hôm qua là được không ạ? Thì đây chính là những cái tư duy đúng trong cái việc bán hàng, mà nó giúp Vân trở thành một cái người mà thật sự luôn là đi đâu cũng không mở mồm các anh chị, cũng không mở miệng ra để trò chuyện và kết nối đâu, nhưng bây giờ thì có thể nói rất nhiều, và mình gọi là mình tư vấn với một cái tâm thế, đó là mình trao giá trị các anh chị. Rồi cái tư duy đầu tiên này các anh chị, cái tư duy đầu tiên đó chính là gì? Khi chúng ta bán hàng thì chúng ta có thu nhập, đúng không ạ?
À, tiền đầu tiên đúng không ạ? À, thì có phải rõ ràng là các anh chị đi bán hàng là các anh chị chốt một đơn hàng là các anh chị có hoa hồng đúng không ạ? Có khi nào các anh chị chốt đơn hàng, các anh chị có tiền, anh các anh chị chốt đơn hàng xong rồi tiền hoa hồng đó nó về túi Vân không? Hay là nó về túi chị Thía không? Hay nó là về túi mentor của các anh chị không ạ? Có không các anh chị? Hay là nó về túi của anh chị? Nó về túi của mình đúng không ạ? Khi mà mình chốt một đơn hàng là mình sẽ có một khoản hoa hồng, đó chính là thù lao của mình. Nó là xứng đáng các anh chị, nó là xứng đáng. Nó mang về cho mình một cái khoản thu nhập. Mà các anh chị hãy quay về cái điều đầu tiên khi các anh chị quyết định, các anh chị đồng ý làm với Robby. Cái mục tiêu đầu tiên của các anh chị vào đây để làm gì ạ? À? Có phải đơn giản nhất là các anh chị đang muốn kiếm thêm đúng không ạ? À? Các anh chị muốn kiếm thêm thu nhập không? Đúng không? Đó, mình quay về cái mong muốn của mình đó. Mình đồng hành cùng với Robby là để mình kiếm thêm một khoản thu nhập mà. Và thì nếu như mình vào đây mình không bán hàng thì lấy gì có thu nhập các anh chị? Ha, cho nên là mình bán hàng chính là mình sẽ có được cái nguồn thu nhập. Thực ra các anh chị đang có một cái công việc chính, các anh chị cũng đang bán đó. Các anh chị cũng đang bán đó. Nhưng mà mình bán với những cái hình thức khác các anh chị. Hồi xưa Vân đi làm giáo viên là mình cũng bán công sức của mình để mình nhận về thù lao, đó chính là lương các anh chị. Thì ở đây nó chỉ có việc cái là gì các anh chị? Chúng ta bán những sản phẩm đang có thật và chúng ta đang bán những cái sản phẩm mà khách hàng họ có thể trải nghiệm và kiểm nghiệm ngay lập tức. À, ok mà. Cho nên là làm công việc gì bây giờ các anh chị cũng đang bán. Chúng ta bán với hình thức nào thôi. Chúng ta bán bằng sức lao động, chúng ta bán bằng bằng trí não, chúng ta bán bằng gì các anh chị? À, bằng những cái sản phẩm vô hình và hữu hình, nó đều là bán. Chúng ta đi làm cái gì nó cũng gọi là bán đó các anh chị. À, cho nên là cái việc mà chúng ta đến với Robby, chúng ta bán hàng, nó cũng là đơn giản giống như chúng ta đang đi làm cho một cái nơi nào đó, chúng ta đang làm một cái công việc nào đó. Chúng ta cũng là bán hàng các anh chị. Mà Vân thấy rằng là những cái sản phẩm của Robby á, bây giờ nó rất là dễ các anh chị. À, tiêu nhà nhà những người xung quanh có dùng không ạ? Tương ớt có dùng không ạ? Nước rửa chén có dùng không? À, rồi gì ạ? À, nước lau sàn, nước giặt, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, có họ có dùng không? Có ngày nào mà họ ngủ dậy họ không đánh răng không? Có ngày nào mà họ không ăn cơm mà để không rửa chén không các anh chị? Các anh chị bây giờ là các anh chị đang rất là sung sướng hơn Vân hồi xưa rất là nhiều. Các anh chị có rất nhiều sản phẩm. Nhưng mà Vân nhớ cái giai đoạn của mình là 2019 đó các anh chị. Chỉ duy nhất có một sản phẩm, một dòng sản phẩm đó là mỹ phẩm thôi. Không có nhiều cơ hội các anh chị lựa chọn các anh chị. Mà là mình chỉ có duy nhất mỹ phẩm. À còn một dòng nữa, các anh chị biết dòng gì không ạ? À? Máy tạo nước các anh chị. 39 đến 95 triệu. Trời đất ơi, mới vô làm sao mình nghĩ là mình sẽ bán được những cái máy đó các anh chị. Nhưng mà chỉ sau khoảng tầm 5 tháng, một cái điều tuyệt vời nhất, bởi vì mình sẽ không nói được nha các anh chị nha, Vân bán được 3 ngày hai cái 95 triệu luôn các anh chị. Các anh chị thấy kinh khủng chưa? Trong vòng 3 ngày mình chốt được hai cái máy 95 triệu các anh chị. Chứng tỏ rằng là không phải là mình không làm được mà mình không chịu làm thôi. Hả các anh chị ha. Cho nên là các anh chị mình đi bán hàng, mình bán càng nhiều mình có thu nhập càng càng nhiều các anh chị. Nếu như tháng này các anh chị đang cần tiền để cho con mình tham gia một cái khóa học gì đó xịn sò, muốn cho con mình được có những cái ngày bữa ăn ngon lành, các anh chị muốn con mình có những cái đồ đẹp, hoặc thậm chí luôn là gia đình của mình sẽ có những cái cuộc vui trong những cái mâm cơm của gia đình, thì chúng ta có thể tự quyết được nếu như chúng ta đang có cơ hội đồng hành cùng với cái mô hình kinh doanh và mô hình bán hàng này các anh chị. Nếu như các anh chị nói rằng là tháng này các anh chị quyết tâm các anh chị sẽ bán được là 20, anh Kim chị bán được hàng, bán hàng và kiếm về cho mình thu nhập 20 triệu được không? Được nha các anh chị nha. Được. Nhưng nếu các anh chị quay về cái công việc hiện tại của các anh chị đi, các anh chị nói là đi nói với sếp là tháng này trả cho em lương 20 triệu đi. À, ông sếp ổng kêu là em ơi, em viết đơn đi. Hỏi đơn gì vậy sếp? Đơn nghỉ việc á. Đúng không ạ? Nếu như các anh chị đang lương là 10 triệu
các anh chị đang lương là 7-8 triệu mà các anh chị đòi là tháng này trả cho các anh chị là 20 triệu thì chắc hơi bị khó. Nhưng với cái mô hình này, các anh chị quyết tâm, các anh chị bán 50 triệu thử đi các anh chị, có 20 triệu không ạ? Và cái việc mà 50 triệu đó, con số đó rất nhiều anh chị làm được, đặc biệt là team chị Giang Thía bán rất kinh khủng. À Vân mà đây Vân còn ngưỡng mộ nữa các anh chị, đâu đó trong Zoom của chúng ta có nhiều anh chị còn giỏi hơn Vân nữa, giỏi rất rất là giỏi các anh chị, bán hàng có còn kinh khủng nữa. Hồi xưa mình nhớ cái đỉnh điểm mình cao nhất đó là 210 triệu các anh chị, nhưng mà bây giờ các anh chị thử lên cái app của mình đi, các anh chị vô cái phần mà gọi là xếp hạng đó. À, một tháng các anh chị 300, 400 là có. Cho nên là các anh chị hãy nhìn những cái tấm gương đó mà các anh chị noi theo, và các anh chị đừng cho mình những cái nỗi sợ nữa nha. Rồi, thứ hai các anh chị, cái tư duy thứ hai đó chính là gì các anh chị? Khi mình bán hàng là mình đang trao giá trị đến cho những khách hàng của mình. Vì sao mình lại nói về cái tư duy này các anh chị? À, đâu đó thì nó có những cái câu chuyện xung quanh của gia đình của mình. À, nó giúp cho mình có một cái suy nghĩ như thế này là nếu như mà những cái người xung quanh của mình, thậm chí luôn là gia đình của mình các anh chị, khi chúng ta bước chân vào cái công việc mà mình bán hàng, thì Vân biết có nhiều anh chị sẽ loại khỏi những cái tệp đó chính là người thân, bạn bè, đồng nghiệp. À, đúng không ạ? Có không? Có suy nghĩ này không ạ? Có không ạ? Ai mà đang cùng suy nghĩ này, mình comment giúp dùm Vân là số 1 đi các anh chị. Có nghĩa là khi mình bước chân mình kinh doanh bán hàng, và thậm chí luôn các anh chị bước chân vào Robby, các anh chị sẽ không nghĩ đến gia đình, họ hàng, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp. Mình nói là không có bán cho những cái người đó. Có ai có cái suy nghĩ này? Comment số 1 đi. Và Vân cũng như thế các anh chị. Mình đi chăm sóc những cái người xa lạ các anh chị. Mình đi thuyết phục những cái người xa lạ từ ở Quảng Ngãi rồi Hà Nội rồi Thanh Hóa rồi những anh chị ở Cà Mau, nhưng mình không bán cho gia đình của. Và sau đó các anh chị, một cái hình ảnh của mẹ Vân, thì khi mà mẹ Vân á là bị lớn tuổi á, bị xương, bị đau khớp á các anh chị, bị đau ở cái phần bánh bánh chè của ngay cái đầu gối á. Đó thì bắt đầu các anh chị, mẹ Vân đi chích thuốc rồi đi mua thuốc thuốc tây uống, uống xong rồi á cũng không bớt các anh chị, uống thì nó bớt nhưng mà ngừng thì nó nhức lại. Bắt đầu đi tìm thuốc cây, mấy cái cây thuốc mà ở trên những cái chùa các anh chị, hoặc là có ai chỉ cái gì là làm thuốc cây để uống các anh chị, bỏ ra mấy trăm ngàn để mua về các anh chị, mua về uống. Là cuối cùng là các anh chị biết cái gì không, mà nó trữ nước á, nó bù mà nó mập kiểu là mập mập nước đó các anh chị. Các anh chị cũng mường tượng ra được là mập nước như thế nào đúng không? Nó phù lên là nó tròn quay luôn. Nhưng mà Vân cảm nhận được là trong cái mặt của mẹ Vân đó là nó giống như là nó rất là mọng mọng nước luôn á các anh chị, là các anh chị biết rồi đó. À thì bắt đầu là Vân nói là không được. Không được. Mình mới có một suy nghĩ là khi mà mình tư vấn cho người khách hàng đó, tại sao mình đó là một cái người xa lạ mà mình cũng ngồi mình thuyết phục, mình cũng ngồi mình tư vấn để mình chốt đơn, rồi mình rất là tận tụy trong cái việc mình hướng dẫn cho họ sử dụng từng ly từng tí liệu trình như thế nào rồi để mà giúp cho họ cải thiện. Nhưng mà sao gia đình của mình, họ là những cái người thân của mình, họ cũng đang có nhu cầu, họ cũng đang cần giải quyết những cái vấn đề của họ mà mình không giúp, mà mình không giải quyết. Thì cuối cùng đó là Vân mới bắt đầu là lấy một cái hộp, đó là thời thời đó là nó chỉ có cái Zenaco thôi các anh chị, cái Zenaco của Canada đó, thì Vân lấy một hộp đó về cho mẹ Vân uống. Bắt đầu bà uống thì 3 ngày, đến ngày thứ ba nó đau lên các anh chị, nó đau lên. Và sau 5 ngày, tại vì cái đó là 5 day á, là sau 5 ngày là nó sẽ đỡ đau các anh chị, và đúng luôn 5 ngày đỡ đau. Và mẹ Vân nói với Vân một câu như thế này, làm Vân hỏi, Vân gọi về Vân hỏi thăm là ủa má uống cái xương khớp đỡ hơn không? Mẹ Vân nói là 3 ngày nó đau hơn, nhưng mà 5 ngày là bây giờ là đứng lên, không cần phải hai người ở kè hai bên đỡ lên nữa mà có thể tự đứng lên được. 5 ngày thôi nha các anh chị, sau 5 ngày thì các anh chị thấy một cái minh chứng rằng là rõ ràng là ủa người nhà của mình họ cũng đang có nhu cầu đó, họ cũng có vấn đề để giải quyết, tại sao chúng ta lại không giải quyết cho họ để họ đi ra bên ngoài
họ tìm những cái sản phẩm bên ngoài, họ cũng phải bỏ tiền ra để họ mua. Mà lỡ như xui họ mua những cái sản phẩm không đúng chất lượng thì sao? Rồi uống những cái thuốc đó vào, nó mục xương, rồi nó trữ nước, rồi nó phá thận, rồi nó này nọ kia, nói chung là nó phá vỡ hết những cái cơ quan nội tạng khi mà mình sử dụng. Các anh chị biết không ạ? Những cái thuốc cây á, những cái cây thuốc cây á, nó rất là kinh khủng nha. Tại vì nó sẽ cần một cái chất, đó là chất chống mốc các anh chị. Và Vân có một cái trường hợp quen, đó là uống 200 thang thuốc 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 nam, thuốc nam hay thuốc bắc gì đó, và cuối cùng đó gọi là suy thận, gọi là suy thận giai đoạn cuối, không thay thận được luôn các anh chị, vì việc đó là đi kiếm con và uống 200 thang thuốc. Các anh chị thấy ghê không ạ? Và cuối cùng mới cái người thuốc, cái người mà gọi là bác sĩ, người ta mới tách ra được là trong cái thuốc đó nó có cái thành phần là chống mốc, và uống nhiều quá dẫn đến là suy thận và phá nát cái thận luôn, mất mạng con chị, kinh khủng không ạ? Rồi à, đó thì đó chính là một cái minh chứng rằng là khi mà mình trao đến cho khách hàng một cái sản phẩm, một cái sản phẩm mà mình đã biết nó là sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng, thậm chí luôn là mình, nếu như mình không tự tin thì mình có thể dùng. Và Vân chính là một cái người như thế các anh chị, là khi mà Vân bán cái sản phẩm gì là Vân sẽ dùng cái sản phẩm đó trước để mình có thể cảm nhận, mình chính là cái người mà gọi là trải nghiệm sản phẩm đó, để mình có thể nói sát và mình tự tin trong lời nói của mình với khách hàng. Và khi mà mình trao đến tay của khách hàng được những cái sản phẩm chất lượng này, họ dùng, họ thấy cải thiện được, họ quay lại, họ cảm ơn mình, đó chính là giá trị đó các anh chị. Nó không còn nằm ở cái việc là các anh chị chỉ kiếm được thu nhập không, mà họ sẽ cảm ơn em, cảm ơn chị, chờ em nhờ cái sản phẩm xăm của chị mà em cảm thấy là em ngủ ngon hơn, đúng không ạ? Em cảm thấy là em nhờ em uống những cái viên mà cấp ẩm của chị, da của em dạo này nó mọng hơn, nó đẹp hơn, nó căng. Trời ơi, hồi trước da của em nó khô lắm chị. Mình hạnh phúc không các anh chị? Hạnh phúc khi mình nhận được những cái lời đó không các anh chị? Khi các anh chị nhận được những cái lời cảm ơn đó, các anh chị sẽ vô cùng hạnh phúc. Và mình thấy rằng cái việc mình làm ở đây nó không chỉ dừng ở việc đó là mình ngồi mình bán hàng không, mà là mình đang giúp đỡ cho họ có được sản phẩm tốt, giải quyết được cái vấn đề cấp bách của họ. Vậy thì đó chính là trao giá trị đến mọi người đó các anh chị. Đó là việc mà mình cần phải làm, và mình phải làm nhiều lên các anh chị. Mình phải làm nhiều thì những cái sản phẩm ở kệ hàng Shopee các anh chị không phải lo rồi. Các anh chị nào chưa trải nghiệm thì hãy trải nghiệm cho mình một sản phẩm đi. Một cây son cũng được các anh chị, một hộp xăm cũng được, một hộp gọi là viên keo ong cũng được các anh chị. Đang dịch, gọi là dịch đang bùng lại đúng không ạ? Chúng ta tăng cường đề kháng đúng không ạ? Chúng ta hãy cho mình những cái thực phẩm mà nó để bảo vệ hệ hô hấp của mình đi. Tăng cường multivitamin đi các anh chị. Rất nhiều những cái sản phẩm trên kệ hàng, mình thử trải nghiệm đi để mình biết rằng là sản phẩm nó có thật sự chất lượng không, để mình tự tin mình đi chia sẻ cho những cái người xung quanh của mình. Mình đang chia sẻ cho họ, mình đang trao giá trị cho họ, đó chính là mình đang giúp họ đó, được không ạ? Hai các anh chị ha. Rồi tư duy thứ hai này các anh chị, bán hàng là học tập, bán hàng chính là học tập các anh chị. Có phải là các anh chị mình đang đi học mỗi ngày không ạ? À, mình hôm nay mình cũng đang đi học đúng không ạ? Mình học để mình hiểu hơn là vì sao mình đi bán hàng. Mình học để mình hiểu hơn là cái sản phẩm của mình là gì. Đâu đó mình đâu có biết rằng là à, thì ra là như thế. Vì ra là khi mà mình bị à, khi mà khách hàng bị tiểu đường là nó theo cái cơ chế này. À, họ bị gọi là đau khớp là theo cái cơ chế kia. Chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ học được rất nhiều kiến thức các anh chị. Chúng ta được học rất nhiều kiến thức. Chúng ta sẽ biết được nguyên nhân của những cái bệnh lý này, nguyên nhân của những cái bệnh lý kia, cơ chế của bệnh lý này. Rồi chúng ta sẽ học được rất rất nhiều những cái quy trình để chăm sóc sức khỏe chủ động cho mình, cho người thân của mình, thậm chí là bảo vệ chăm sóc da cho mình, được không ạ? Rất nhiều những kiến thức mà chính trong cái việc bán hàng các anh chị sẽ học, các anh chị sẽ được học, và các anh chị sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình.
Thực ra thì Vân làm sao biết được là chăm sóc da là cần phải bước gì đâu các anh chị. Mình đâu có biết đâu. Nhưng mà mình đến đây, mình đi bán hàng, mình tự nghiên cứu, mình học, mình tham gia những cái buổi học thì nó giúp cho mình có rất nhiều những cái kiến thức các anh chị. Và mình hiểu hơn về cái việc mình chăm sóc da, từ đó mình chăm sóc da mình đúng hơn. Mình giúp cho khách hàng của mình chăm sóc da gọi là chuẩn chỉnh hơn các anh chị. Được không ạ? Thì đó cũng chính là trong những cái tư duy mà được nói, đó là thứ tư, đó là bán hàng chính là đào tạo. Khi các anh chị được học rồi thì các anh chị sẽ chia sẻ lại cho khách hàng, chúng ta hướng dẫn lại cho khách hàng. Vậy thì có phải là chúng ta đang đi đào tạo cho khách hàng đúng không ạ? Chúng ta đào tạo cho những cái khách hàng của mình hiểu rằng là chăm sóc da thì cần phải có 3 bước cơ bản, đó là làm sạch, dưỡng da và bảo vệ. Có nhiều khách hàng họ không biết điều đó các anh chị. Họ không hiểu vì sao họ lại bị hay đau đầu, vì sao họ hay bị đau khớp, vì sao họ hay bị đau đau cổ vai gáy. Thì đó, khi mà mình được học những cái kiến thức đó, mình sẽ chia sẻ lại cho khách hàng, là mình cũng đang đào tạo lại cho khách hàng đó các anh chị. Được chưa? Mình giúp cho khách hàng hiểu hơn về cơ chế bệnh của họ, giúp cho khách hàng hiểu là vì sao họ dùng cái sản phẩm của mình nó lại giải quyết được vấn đề của họ. Thì đó chính là mình đang đào tạo cho họ. Mình học xong rồi mình đào tạo lại cho họ để họ hiểu hơn và họ biết cách chăm sóc họ, họ biết cách bảo vệ sức khỏe của họ. Ha. Đó chính là một giá trị của các anh chị. Thứ cuối cùng, cái tư duy cuối cùng mà nó giúp cho Vân trong bán hàng, đó chính là chúng ta bán hàng chúng ta sẽ là cùng thắng các anh chị. Là cùng. Nếu như Vân bán được một đơn hàng, điều đầu tiên đó là Vân thắng ai à? Thắng chính bản thân của mình các anh chị. Mình thắng chính bản thân của mình. Chỉ cần thắng chính bản thân của mình thôi cũng là đủ rồi đúng không ạ? Nhưng nó không dừng ở lại đó các anh chị. Nó không dừng ở cái việc là mình thắng bản thân mình đâu. Mà mình sẽ giúp cho đội nhóm của mình thắng các anh chị. Đội nhóm của mình thắng. Công ty của mình thắng. Và cả luôn những cái BDB của mình sẽ cùng thắng với mình. Mình chiến thắng được nỗi sợ của mình. Khi mình có doanh số thì đồng đội của mình cũng sẽ hãnh diện, đồng đội của mình cũng sẽ thắng cùng mình, mentor của mình sẽ cùng cùng thắng cùng mình các anh chị. Tại vì doanh số lên đúng không ạ? Ở Groupie của mình thì chuẩn bị đến một cái giai đoạn đó là 90 ngày, chúng ta sẽ có những cái cuộc đua đúng không ạ? Có những cái cuộc đua, chúng ta sẽ thắng rất nhiều những cái anh chị ở trên hệ thống của chúng ta. Rồi giúp cho team của chúng ta cũng chiến thắng đúng không ạ? Và khi mà team của chúng ta, doanh số của chúng ta lên thì công ty cũng sẽ lên. Vậy thì có công ty có thắng không ạ? Công ty cũng thắng các anh chị. Nếu như mà chúng ta mỗi người mà đều bán hàng tốt và mỗi người đều thắng thì doanh số công ty lên thì công ty cũng sẽ thắng trên thị trường các anh chị. Công ty của mình cũng sẽ đạt được những cái target trên thị trường thì cũng là thắng trên thị trường. Rồi BDB thì sao ạ? BDB là những cái nhà nhà cung cấp sản phẩm đó các anh chị. Những nhà phát triển sản phẩm đó là họ cũng thắng luôn. Tại vì doanh số của họ cũng lên. Lợi nhuận của họ cũng có. Vậy thì họ có thắng không? Họ cũng thắng. Vậy thì tại sao mà chỉ một cái hành động nhỏ đó, một cái việc đó là mình lan tỏa cái sản phẩm cho những cái người tiêu dùng, những cái người mà họ có nhu cầu mà giúp cho rất là nhiều bên cùng thắng. Vậy thì tại sao chúng ta không làm các anh chị? Hãy ngay lập tức là chúng ta sẽ làm ha các anh chị ha. Hãy làm nó và làm nó một cách mạnh mẽ lên các anh chị. Được không ạ? Ok. Sau cái phần này thì các anh chị thấy như thế nào rồi ạ? Mình có cảm thấy rằng là mình vỡ òa hơn được một chút chưa ạ? Mình tự tin hơn được chứ chưa? Nếu như mà có, hôm nay là có chứ Vân đi. Tại vì Vân thấy không biết là các anh chị còn đang nghe không. Mặc dù là mình thấy là còn khoảng gần 400 ha các anh chị ha. Đó chính là những cái tư duy mà nó giúp cho Vân thay đổi rất nhiều trong việc bán hàng các anh chị. Khi mà các anh chị mà nghe đến Vân ở ở cái hệ thống của STC của chúng ta thì chúng ta đâu đó thì chúng ta nghe Vân là có một cái về là bán hàng giỏi đúng không ạ? Bán hàng giỏi nhưng mà không phải giỏi nhất là ở hệ thống của mình đâu nha các anh chị nha. Còn nhiều các anh chị bán hàng giỏi lắm và chúng ta sẽ được học cùng với những anh chị đó vào những cái buổi Zoom, những buổi buổi Zoom khác các anh chị ha. Rồi, tiếp theo các anh chị, tiếp theo này các anh chị. Vậy thì chúng ta phải cần cho mình một cái tâm thế như các anh chị.
cái việc mà chúng ta nghe, chúng ta được hướng dẫn, chúng ta được học, nó chỉ là một phần. Nhưng mà tâm thế của các anh chị, suy nghĩ của các anh chị, nó sẽ là quyết định của anh chị. Và hành động của các anh chị, nó sẽ là gọi là cái gọi là quyết định, gọi là mấu chốt nhất các anh chị. Chứ nó không chỉ là nghe cái phần Vân chia sẻ, hay là các anh chị đang là best seller, bán hàng giỏi và chia sẻ các anh chị, mà nó sẽ giúp cho các anh chị là giỏi lên đâu. Mà chúng ta sẽ cần cho mình một cái quan niệm đúng, chúng ta cần cho mình một cái tâm thế đúng các anh chị. Và mình phải hành động đúng các anh chị. Hãy nhớ rằng mình có quan niệm đúng, mình hãy có tâm thế đúng, và mình sẽ hành động đúng các anh chị, để mình trở thành một best seller. Mình nếu như mình muốn trở thành một best seller thì mình phải có đầy đủ ba cái yếu tố đó. Mình có một tư duy đúng, tâm thế đúng và hành động đúng các anh chị. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta ở Shopee chúng ta có 3D đúng không ạ? Đúng, đủ, đều. Chúng ta chỉ cần là cho mình một cái công thức đó để mình vận dụng trong cái việc mình đi bán hàng, là cứ làm đúng, làm đủ, làm đều, là mình dần dần nó cũng sẽ cho mình trở thành một cái người best seller thôi các anh chị. Và Vân tin rằng là khi mà Vân đi bán hàng, Vân cũng nói với chính bản thân mình, và mình nói với tâm của mình các anh chị, mình hãy trở thành một best seller. Và 3 tháng Vân trở thành best seller nha các anh chị. Vân trở thành best seller trong tháng thứ 3. Tại vì mình cho mình một cái tâm thế là mình sẽ là best seller. Giống như là mình suy nghĩ gì trong đầu là trong tay mình có đó các anh chị. Và đúng luôn các anh chị, Vân trở thành best seller. Và cái doanh số 210 triệu của Vân nhớ là đến 2021 thì mới có người phá được cái kỷ lục đó các anh chị. Đến 2021 mới có người phá các anh chị nè. Mình trở thành một best seller với chính chính bản thân mình. Vân thì hồi xưa thì mình còn có suy nghĩ là mình so mình với người này, mình so với mình người kia. Nhưng mà về sau thì mình không còn suy nghĩ đó nữa. Mình chỉ cần làm mình tốt hơn mình mỗi ngày. Mình tốt hơn mình của ngày hôm qua. Mình là best seller của mình so với ngày hôm qua là đủ rồi các anh chị. Là đủ rồi. Nhưng mà nhớ rằng là không phải là hôm qua mình bán 10 triệu, hôm nay mình bán 10 triệu đâu, 100 ngàn là mình giỏi nha các anh chị. Mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại vì cái năng lực của mình á, các anh chị không biết rằng nó nằm ở cái giới hạn nào đâu các anh chị. Các anh chị phải làm, các anh chị cứ làm mà cứ làm hết sức đi. Các anh chị sẽ thấy nó rất là kinh khủng. Vân chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ bán được 210 triệu một tháng, trong vòng một tháng đâu các anh chị. Nhưng điều đó nó xảy ra. Và nó cho một cái minh chứng rằng là chúng ta, cái sức lực của chúng ta nó rất là kinh khủng. Và chúng ta cần cho mình một cái tâm thế đúng, để mà mình giúp cho mình trở thành những cái best seller thực thụ các anh chị. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ Vân sẽ giúp cho các anh chị mình có những cái công thức, và mình sẽ cần phải làm, mình sẽ cần làm gì ha các anh chị? Mình sẽ cần làm gì? Rồi, thì đầu tiên, nếu như mà các anh chị muốn mình trở thành best seller, mình muốn trở thành một cái gì story seller các anh chị, là người kể chuyện chứ không phải là người bán gì, thì các anh chị cần phải định vị được bản thân của mình trước đã. Thì khi mà chúng ta đi bán hàng, chúng ta sẽ cần định vị gì? Chúng ta sẽ cần định vị bản thân của chúng ta như thế nào các anh chị? Thì đây chính là ba cái mà bản thân Vân tự đặt cho mình để mình định vị mình trở thành một cái người best seller, một cái người bán hàng thực thụ các anh chị. Đầu tiên đó chính là tôi là một chuyên gia bán hàng xuất sắc. Tôi chính là một chuyên gia bán hàng xuất sắc các anh chị. Nó nghe thì nó, khi mà mình mới bắt đầu mình đi bán hàng mà mình đặt cho mình một cái tiêu chí này, mình định vị cái điều này các anh chị, nó sẽ giúp cho mình có một chiều hướng tích cực. Mình sẽ luôn luôn và nhìn về phía trước, và mình sẽ luôn luôn gọi là gì, trong trạng thái là không bao giờ gọi là bỏ cuộc các anh chị. Vì trên cái hành trình của mình các anh chị sẽ gặp rất là nhiều những cái sự từ chối, đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp rất là nhiều sự từ chối, thì chúng ta sẽ lướt qua nó một cách dễ dàng các anh chị. Nói thật với các anh chị luôn là những cái người giỏi, những cái người bán hàng giỏi, những anh chị đang là những cái người mà có doanh số tốt, thì các anh chị hãy thử hỏi các anh chị đó là họ đã nhận bao nhiêu lời từ chối của khách hàng để họ trở thành một cái người bán hàng
trở thành một cái người bán hàng giỏi và họ là best seller các anh chị. Các anh chị thử đi hỏi đi. Những cái người mà họ có doanh số tốt, họ bán hàng tốt là những người nhận được lời từ chối rất nhiều nha các anh chị nha. Rất nhiều. Cho nên là hả, trên cái hành trình của mình á, nó có rất là nhiều thử thách. Vậy thì chúng ta cần có những cái động lực, chúng ta cần phải xác định đúng cái vị thế của mình để nó giúp cho mình cái gì các anh chị, mình sẽ vượt qua được những cái khó khăn đó, mình vượt qua được những cái thử thách đó các anh chị. Chứ không phải rằng là chúng ta chia sẻ mới có 10 người và ai cũng từ chối thì lúc đó chúng ta bỏ cuộc các anh chị, thì nó không đúng các anh chị, đúng không ạ? Làm sao mà mới có 10 người mà chúng ta đã dừng dừng cuộc chơi thì làm sao các anh chị, làm sao trở thành best seller được, làm sao trở thành một chuyên gia bán hàng xuất sắc được các anh chị. Mình hãy cho mình một cái định vị bản thân của mình để mình biết rằng cái đích đến của mình là gì các anh chị. Là tôi sẽ trở thành một cái chuyên gia và nó giúp cho mình có kế hoạch, có được những cái gọi là định hướng để mình đi đúng cái hướng của mình, và đích đến của mình chính là mình trở thành một chuyên gia bán hàng. Khi mình biết đích đến của mình rồi thì mình biết rằng là mình sẽ cần làm gì, mình sẽ đi học cái gì, mình sẽ tham gia những cái khóa đào tạo nào, mình cần học kiến thức gì để mình trở thành một chuyên gia bán hàng xuất sắc. Nếu như các anh chị xác định các anh chị là chuyên gia về những cái đồ gia dụng thì các anh chị sẽ tập trung học những cái buổi học, những cái kiến thức gì liên quan về những cái đồ gia dụng các anh chị. Nếu các anh chị chuyên gia về chăm sóc sức khỏe thì chúng ta sẽ học những kiến thức liên quan về sức khỏe, đúng không ạ? Nếu các anh chị trở thành chúng ta anh chị định vị các anh chị là một chuyên gia bán hàng xuất sắc về mảng làm đẹp thì chúng ta sẽ cần phải đi học tất cả những cái thông tin, những cái nội dung, những cái kiến thức liên quan về làm đẹp các anh chị, để chúng ta có những cái kiến thức giúp cho chúng ta trở thành một cái người chuyên gia hơn, chuyên nghiệp hơn, được chưa? Rồi, và khi đó chúng ta cũng sẽ có luôn một cái nhận định, đó chính là tôi sẽ là người nhất định bán được hàng. Mình sẽ là một cái người mà luôn luôn bán được hàng. Việc của mình đó là mình sẽ làm sao mình suy nghĩ cái đầu của mình mindset cái đầu của mình để mà mình sẽ nhận định rằng là mình sẽ không phải là một cái người mà đơn giản, mình sẽ bán được hàng. Mình chỉ cần chia sẻ cho khách hàng là khách hàng sẽ mua hàng. Việc của mình đó là gì? Khi mình trở thành một chuyên gia rồi, mình nói chuyện với khách hàng, họ sẽ nghe và họ sẽ cảm thấy thuyết phục và họ sẽ sử dụng sản phẩm của mình. Và cuối cùng đó là mình sẽ bán được hàng các anh chị. Và thường nha, khi mà Vân trở thành định vị mình là một người chuyên gia thì Vân sẽ không có phải gọi là mình nói về chuyên môn, tại vì mình cũng không phải là người trong chuyên môn các anh chị. Nhưng nếu như Vân nói về sản phẩm sức khỏe, ví dụ như là Vân nói về omega 3 đi, thì Vân cũng sẽ nói là tại sao mình lại cần sử dụng omega 3, và omega 3 nó sẽ giúp gì cho cơ thể của mình. Thì mình cứ nói với cái sự chuyên gia của mình, vì cơ thể của mình là không bao giờ nó có thể tích hợp được omega 3. Bây giờ mình có ăn nhiều cá đi chăng nữa, mình có ăn nhiều cá trong trong tuần đi chăng nữa thì chưa chắc rằng là mình đã hấp thụ được cái những cái hàm lượng omega 3 trong trong cá đâu. Và không biết rằng là cá đó là nó ở cái môi trường nào nữa các anh chị. Thì có phải là khi mà mình phân tích cho khách hàng như vậy với cái độ chuyên nghiệp của mình thì khách hàng họ sẽ hiểu và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bán được hàng. Và đó chính là cách của Vân hay làm. Vân sẽ không chăm chăm vào nói ra cái việc đó là chị ơi sản phẩm của em tốt lắm, sản phẩm của em chị uống vào là chị sẽ được nạp omega 3. Họ đâu có hiểu đâu các anh chị, họ đâu có hiểu. Nhưng mình dùng những cái kiến thức mình được học để mình định vị mình là một cái người chuyên gia thì mình nói với khách hàng, và chắc chắn một điều đó là mình nói trong đầu mình luôn, mình nói như thế là khách hàng họ sẽ mua. Ngày hôm qua Vân có một cái trường hợp, đó là tới một cái chị khách hàng đó, và Vân định vị khi mà Vân thấy tin nhắn của chị là em ơi em có bán sản phẩm về nội tiết tố đúng không em, thì ngay lập tức Vân định vị rằng Vân sẽ bán được cho chị này sản phẩm gì luôn các anh chị. Vân nói là Vân sẽ chốt chị này là AX21 của bên Biken các anh chị. Vân nói như thế luôn các anh chị. Còn nếu như mà gọi là thấp hơn thì Vân sẽ bán cái EboShop của Phú Thái. Vân sẽ nói là Vân định vị hai sản phẩm đó trong đầu của mình. Ngay lập tức luôn các anh chị. Và mình nói là chắc chắn Vân sẽ chốt được cái chị này.
Thì đúng nha các anh chị nha. Đúng luôn với một cái nhận định đầu tiên, đó là Vân bán cho chị đó, Vân chốt đơn cho chị đó là AX21. Nhưng mà rất tiếc đó là AX21 hết hàng. Đang chờ hàng về các anh chị. Thì khi các chị đó hỏi tới Vân tư vấn cho nó là chị ơi, chị bị như thế nào? Chị bị là chị mua cho chị dùng hay là cho ai dùng? Và chị đang gặp vấn đề gì? Vậy đó chị nói chị chỉ bổ sung thôi. Bắt đầu Vân phân tích ra các anh chị. À, chị đó đã dùng của Vân hai loại luôn rồi là EvoSoft và AX21 luôn các anh chị. Vân đang chờ, giống như là Vân đã cho chị đó dùng hai loại này. Và bắt đầu Vân phân tích. Vân phân tích cho chị đó là nếu như chị dùng EvoSoft thì nó được cái gì và nó không được cái gì, không được cái gì. Và chị dùng AX21 được cái gì và không được cái gì. Thì Vân so Vân Vân liệt kê ra ưu và nhược điểm của hai sản phẩm. Chứ mình không so sánh hai sản phẩm nha các anh chị nha. Vân sẽ liệt kê mình dựa vào đâu à? Dựa vào cái chuyên sự chuyên những cái kiến thức mình học đó, mình định vị mình là chuyên gia mà mình đi học những cái buổi đó mà, thì mình sẽ khai thác nó, mình bao giờ mình vận dụng nó này để mình xác định. Và cuối cùng là chị chốt AX21 với anh chị, có một đơn hàng 1.190.000, thấy không ạ? À? À đó. Và cuối cùng các anh chị, và cuối cùng đó là mình sẽ phải làm sao có thật nhiều những cái giải pháp. Mình hãy nhớ nha các anh chị nha, mình hãy cố gắng là gì, là khi mà mình gặp những cái vấn đề, mình nhận được những cái lời từ chối, thì mình hãy ngay lập tức là mình tìm ra những cái phương án đi ạ. À, mình hãy làm sao mà mình suy nghĩ thật nhiều những cái giải pháp để mình giúp cho cái việc cho những cái khách hàng của mình. Từ đó đó nó cũng sẽ giúp cho mình vượt qua được những cái rào cản, những cái khó khăn, những cái lời từ chối của khách hàng. Thường thì Vân luôn luôn cho mình ở một tâm thế đó là sẽ tìm giải pháp chứ không tìm lý do. Vân cũng hay nói với lại đồng đội của Vân đó là em không quan tâm lý do của anh hay anh chị là gì, em chỉ biết rằng là giải pháp của các anh chị là gì. Và đúng các anh chị, mình trở thành một con người khác, mình trở thành một cái người mà gọi là không có nhìn vào vấn đề. Mình định vị mình không phải là một cái người mà nhìn vào vấn đề, mà mình phải nhờ là một cái người mà luôn luôn có giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Chứ mình không chăm vào vấn đề, à tại vì cái này nè, tại vì cái kia, và cuối cùng đó là tại bị và không giải quyết được, và cuối cùng là tuột năng lượng, gọi là hạ nhiệt, bỏ cuộc, thôi chị không làm được đâu, thôi em không làm được đâu, thôi, anh không có bán hàng, anh chia sẻ mà nhiều người chia sẻ nhiều mà từ chối hoài. Hỏi anh chia sẻ bao nhiêu người? 20 người, thấy không các anh chị? Mình mới chỉ dừng ở con số đó thôi, trong khi người ta chia sẻ rất nhiều người, cả ngàn người, thậm chí luôn là 2.000, 3.000 người. Thì con số 20 người, 30 người, 50 người nó không là nghĩa lý gì hết các anh chị. Và chúng ta không nhớ rằng chúng ta chính là một trong những là chúng ta là một best seller, chúng ta là một cái người mang giá trị đến cho những cái khách hàng, thì chúng ta phải tìm giải pháp cho khách hàng, và thậm chí là chúng ta phải tìm giải pháp cho chúng ta, cho bản thân của chúng ta, để chúng ta định vị bản thân của mình làm sao cho nó đúng đắn. Nha các anh chị nha, đừng bao giờ cứ nhìn vào cái vấn đề, những cái lý do, mà hãy tìm giải pháp đi. Vì sao chúng ta không bán được hàng? Vì sao chúng ta chia sẻ mà người khác người ta từ chối? Nó có lý do cả. Vậy thì lý do đó là gì? Chúng ta tìm được lý do nhưng chúng ta không tìm giải pháp để giải quyết nó thì không bao giờ giải quyết được. Nếu như chúng ta không tự tìm được giải pháp thì chúng ta đi tìm những cái người nào mà giúp cho mình tìm có giải pháp. Bản thân Vân là tự tìm cho mình những giải pháp không nha các anh chị nha. Hầu như á, là mới cái giai đoạn đầu, một cái tháng đầu tiên á, Vân qua làm với Mai Hậu á, là Vân nhớ rằng là khi mà Vân bí lắm thì Vân mới đi hỏi Mai Hậu thôi. Chứ còn thường khách hàng mà từ chối về giá đồ này nọ là Vân tự xử lý luôn các anh chị. Mình tự xử lý và từ đó nó hình thành một cái thói quen luôn rồi các anh chị. Mình không dựa dẫm vào ai cả. À, mình rất là ít bị, giống như mình rất là ít hiếm hoi mình mới đi đi hỏi những cái vấn đề mà gọi là nhờ người khác cho mình cái giải pháp. Và đa phần luôn là Vân tự nghĩ ra những cái giải pháp các anh chị. Sau khi anh chị có những cái buổi học bán hàng cùng với Vân á, à, nếu như các anh chị được học và các anh chị được gọi là thực hành á, mình gọi là thực chiến á,
Thì các anh chị nếu như mà mình gọi là mình có thời gian thì mình sẽ học những cái buổi đó với Vân, và có những cái trường hợp nào Vân cũng đều xử lý được nha các anh chị, đều xử lý được, mình đều có những cái giải pháp để mình xử lý. Rồi sau khi mình định vị rồi thì mình sẽ cần phải biết là mình làm gì ha các anh chị ha. Thì đây chính là cái mà Vân chia sẻ cho các anh chị nè, từng cái gạch đầu dòng để các anh chị biết rằng là mình sẽ cần phải làm. Và sau khi mà mình học cái buổi này xong thì mình hãy ngay lập tức mình làm cái điều này nha các anh chị nha. Mình làm cái điều này, đó chính là mình sẽ cho mình một cái danh sách khách hàng. Nếu như mình đi bán hàng mà mình không có danh sách khách hàng thì khỏi bán luôn các anh chị. Thì khách hàng của mình ở đâu ạ? Xung quanh của mình các anh chị, xung quanh của mình, trên profile của mình, trên Facebook, Zalo, TikTok gì đó, đó chính là khách hàng của mình. Thì Vân sẽ cho các anh chị ba kênh nè. Thì cái này nó sẽ là buổi sau, tuần sau mình học, mình sẽ đi sâu vào là kênh như thế nào ha. Đó chính là đầu tiên, đó là mối quan hệ. Thứ hai đó là gì các anh chị? Mạng xã hội. Được không? Được không ạ? À, có một kênh nữa đó là data center. Nhưng hiện tại là Robby của mình không có chạy cái kênh này. Không có kênh này. À, vì sao các anh chị? Vì sao không hỗ trợ cho các anh chị cái kênh này? Vì nó là đang gọi là có chi phí khá cao. Cho nên Robby không muốn cái điều đó, không muốn là mang đến rủi ro cho các anh chị, cho nên là Robby không có kênh này. Nhưng mà mình hãy chờ là Robby sẽ có một cái, đó là cái kênh gọi là cái app dành cho khách hàng các anh chị, có một cái app đó dành cho khách hàng. Thì cái này các anh chị cần cho Robby thêm thời gian à, các anh chị ha. Rồi vậy thì các anh chị mình lập danh sách khách hàng theo hai kênh tập trung này nhất với Dùng Vân, đó là mối quan hệ và mạng xã hội các anh chị, được chưa? Rồi sau khi mình có danh sách khách hàng rồi, mình sẽ xây dựng cái profile của mình. Thì các anh chị cần định hướng được rằng là cái mình đang muốn mình xây dựng cái kênh của mình, cái vị thế của mình theo cái hướng nào. Thì các anh chị bắt đầu xây dựng profile của mình theo hướng đó. Thì cái này nó sẽ tùy vào mỗi trường hợp. Ví dụ như các anh chị định vị các anh chị là một người trao giá trị, thì các anh chị sẽ đăng xây dựng profile của mình theo một thiên hướng trao giá trị. Các anh chị xây dựng mình theo một thiên hướng là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thì các anh chị sẽ xây dựng profile của mình theo thiên hướng đó, được chưa? À đó, thì mình nhớ rằng là mình sẽ xây dựng profile của mình theo định vị bản thân mình là ai. À, bước thứ ba đó chính là các anh chị cần phải làm là ngay lập tức chọn sản phẩm chủ lực. Và thường khi mà ở Shopee mà các anh chị muốn chọn sản phẩm chủ lực á, thì mình chỉ chọn khoảng tầm từ 3 cho đến 5 sản phẩm thôi nha các anh chị nha. Và cái này các anh chị sẽ đi theo các mentor của các anh chị. Các anh chị nhờ các mentor của mình code cho mình là mình sẽ chọn những sản phẩm chủ lực nào, những cái sản phẩm nào sẽ phù hợp với team của mình. Thì các anh chị sẽ nhờ cái người mentor của mình code cho mình cái chỗ này. Mình khi mình chọn sản phẩm chủ lực xong, mình sẽ học giúp giùm Vân là sản tất cả những thông tin liên quan đến sản phẩm đó. Những cái sản phẩm, những cái thông tin gì vì dính líu đến sản phẩm đó, chỉ cần là nói về sản phẩm đó, từ cái việc là dung tích, giá thành, rồi công dụng, rồi về sản xuất, nơi sản xuất, hạn sử dụng như thế nào, phải biết hết cho Vân nha. Đừng có nghĩ rằng là mình chỉ học qua loa thôi các anh chị. Và cuối cùng là khi mà khách hàng hỏi là ủa em cái chai đó là bao nhiêu viên nhỉ, nó lật đật mới đi tìm, và loại cuối cùng lên mới đi tìm, thì mất đi sự chuyên nghiệp rồi nha các anh chị. Và nếu sản phẩm đó có những cái chương trình home sharing, thì Vân thấy bây giờ là nhãn hàng họ đang làm chương trình home sharing rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ tận dụng những chương trình home sharing để mà được các chuyên gia hỗ trợ cho mình chốt đơn, được không ạ? Thứ thứ năm các anh chị, thứ năm đó là chúng ta cần phải có kịch bản sale. Cần phải có kịch bản sale các anh chị. Thì cái kịch bản sale này chắc là tuần sau mình sẽ học nha các anh chị ha. Tuần sau mình sẽ học về kịch bản sale. Và kịch bản sale khi mà Vân chia sẻ cho các anh chị, nó chỉ là cái sườn chung. Và sau khi các anh chị học xong thì các anh chị sẽ tự viết kịch bản cho mình, được không ạ? Mình sẽ có rất nhiều kịch bản thì nó sẽ tốt. Giống như Vân á các anh chị, nếu như mà 10 cuộc sale á, thì ít nhất là đâu đó Vân cũng sẽ có khoảng 5 kịch bản sale khác rồi đó các anh chị. 5 kịch bản sale khác. Và mình cũng chỉ dựa trong một cái khung sườn thôi, cái khung mà gọi là khung cơ bản về kịch bản. Thì cái này các anh chị sẽ
sẽ học với Vân trong cái tuần sau nha, thứ ba tuần sau. Và mình nhớ rằng khi mình có kịch bản rồi thì trong cái phần kịch bản sale á, nó sẽ cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố, đó là chúng ta khai thác thông tin như thế nào, chúng ta gọi là xử lý thông tin như thế nào, chúng ta chốt sale như thế nào, chúng ta xử lý từ chối như thế nào. Thì để làm tốt được những cái khâu này thì các anh chị cần phải tham gia các buổi học về kỹ năng bán hàng, được không ạ? Về kỹ năng bán hàng, về những câu chuyện chia sẻ của các anh chị về cái việc đó là từ chối về giá thì làm sao, từ chối về cái việc là so sánh về sản phẩm thì làm sao. Thì các anh chị sẽ cùng tham gia những cái buổi học về kỹ năng bán hàng. Nếu có, ở đâu mà có về những cái kỹ năng bán hàng thì các anh chị cũng sẽ nên tham gia học ha. Ví dụ như là tối thứ tư hàng tuần là có rất nhiều những cái buổi đào tạo về kỹ năng bán hàng. Thì Vân cũng có trao đổi với chỗ chị Thúy rồi là sẽ nhờ những anh chị bên team của chị Thúy mà bán hàng giỏi sẽ chia sẻ với các anh chị yên tâm, sẽ cũng không phải là học một mình Vân đâu, mà sẽ có rất nhiều anh chị bán hàng giỏi sẽ chia sẻ với các anh chị. Cho nên các anh chị nhớ, chương trình 5 giờ sáng là một trong những cái chương trình mà các anh chị không bao giờ được bỏ lỡ. Nó sẽ giúp cho các anh chị tiếp thu được rất nhiều những cái bài học về kỹ năng, về thực chiến và người thật, việc thật, những câu chuyện thật, những gọi là những cái bài học thực tế mà các anh chị sẽ được đúc kết từ những anh chị mà đang bán hàng giỏi, chia sẻ cho các anh chị những kỹ năng, những cái bí quyết làm sao để chốt đơn, rồi làm sao để gì ạ? Xử lý những cái từ chối của khách hàng, thì nó đều có trong chương trình 5 giờ sáng. Nên là các anh chị mình nhớ rằng là mình đừng có bỏ lỡ những chương trình 5 giờ sáng nha. Các anh chị nào mình cam kết là mình sẽ theo sát chương trình 5 giờ sáng, các anh chị comment với mình Vân là cam kết đi. Các anh chị cam kết, comment là cam kết nha các anh chị. Và đây chính là một số những cái hình ảnh mà các anh chị thấy được không ạ? Từ một cái người mà gọi là nhận định được chồng, nhận định là không đi bán hàng, cuối cùng đó là mình bán cho những cái khách hàng mà tới bây giờ họ vẫn mua nha các anh chị. Chị Hồng này là mới mua hàng của Vân cách đây hình như một tháng vừa rồi, mới vừa mua nữa các anh chị. Đây đó, chị Hồng mua từ 2020 cho tới bây giờ nha các anh chị nha, từ 2020 cho tới bây giờ. Rồi đây là chị Tâm. Chị này Vân nhớ không nhầm là chị đã mua khoảng tầm 200-300 triệu rồi đó các anh chị, mà chưa gặp mặt bao giờ, chưa gặp mặt bao giờ luôn đó các anh chị, kinh khủng không? Rồi, và một cái câu cuối cùng mà Vân dành tặng cho tất cả các anh chị ở đây trong cái buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là gì ạ? Người bình thường thì dành 70% sức lực để dùng công cụ, 20% sức lực để rèn luyện kỹ năng, và 10% để mài dũa tư duy. Nhưng nếu như các anh chị muốn trở thành là người thành công á, thì các anh chị cần phải làm ngược lại ha các anh chị. Tại vì sao ạ? Những cái người thành công họ sẽ làm ngược lại với cái điều ở trên, là họ sẽ dành 70% thời gian và công sức để mà mài dũa tư duy của họ. Còn lại là 20% rèn luyện kỹ năng và 10% xử lý, sử dụng công cụ. Cái quan niệm và cái tư duy nó mới quan trọng các anh chị. Nếu như chúng ta nhận định rằng chúng ta sẽ làm điều đó tốt, chúng ta sẽ là người làm điều đó giỏi, chúng ta sẽ trở thành là best seller, chúng ta sẽ trở thành một người bán hàng thực thụ, thì chúng ta sẽ làm được điều đó các anh chị. Cái quan niệm và cái tư duy của mình nó sẽ chiếm đến 70%. Vậy thì chúng ta hãy mài dũa cái tư duy của chúng ta đi. Chúng ta hãy không ngồi đó chúng ta tiêu cực. Chúng ta không còn ngồi đó để cho mình những cái sự, những cái nỗi sợ để rào lại, để rào mình lại, nhốt mình trong một cái vùng an toàn. Hãy phá khỏi cái vùng an toàn đó đi, để mình vươn ra ngoài biển khơi. Mình sẽ thấy rằng sức lực của mình như thế nào các anh chị. Các anh chị sẽ làm tốt hơn hiện tại. Các anh chị đang bán 10 triệu, các anh chị hãy thử gọi là tư duy mình bán 20 triệu đi. Các anh chị sẽ là tư duy mình sẽ bán 30 triệu, 50 triệu đi các anh chị. Các anh chị sẽ làm được điều đó. Mình hãy cho mình một cái tư duy là mình làm được, mình sẽ làm được và mình sẽ làm rất tốt các anh chị. Thì các anh chị sẽ làm mình sẽ đạt được những cái kết quả mình chưa từng nghĩ rằng là mình sẽ hoàn thành được nó. Và nếu như các anh chị ngay lập tức các anh chị cho mình
một cái tư duy đúng, mình sẽ trở thành là một người best seller, mình sẽ là một người bán hàng doanh số mỗi tháng 50 triệu, thì hãy thực hành nó ngay lập tức nha các anh chị nha. Mình hãy thực hành nó ngay lập tức. Và sau cái buổi này, nếu như anh chị nào mà mình đạt được những cái điều đó thì mình nhớ rằng mình hãy khoe với đồng đội của mình. Mình hãy truyền cái nhiệt này, cái lửa này, cái điều mà mình đang gọi là mình thực hiện được, mình chia sẻ cho đồng đội của mình nữa không ạ? Đó chính là cái mà Vân cũng rất rất là muốn lan tỏa đến cho tất cả các anh chị. Vân cũng đã từng bán được 210 triệu các anh chị. Và các anh chị bây giờ thì sao? Còn vượt hơn con số đó nữa. Đó chính là điều hạnh phúc của Vân các anh chị. Điều hạnh phúc của Vân, chứ nó không phải là mình buồn vì các anh chị phá kỷ lục của mình hay gì, là mình không còn bán được cái con số mà gọi là cao nhất nữa các anh chị. Mà đó chính là niềm hạnh phúc. Các anh chị càng làm giỏi hơn, các anh chị càng làm tốt hơn, thì các mentor sẽ là người hạnh phúc hơn các anh chị. Được không ạ? Xin cảm ơn tất cả những anh chị đã lắng nghe cái phần chia sẻ của Vân trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng đâu đó sẽ mang đến cho tất cả các anh chị những cái giá trị mà mình sẽ không còn sợ hãi, mình sẽ không còn rụt mình lại của các anh chị, mà mình sẽ vươn ra để mình làm tốt hơn trong cái việc mình bán hàng ha các anh chị ha. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã mình cũng đã cùng lắng nghe ha. Bây giờ mình cũng trễ rồi, thì chắc là mình sẽ cùng nhau mình mở mic lên để mình chào nhau. Và chúc các anh chị một ngày mới thật là gọi là may mắn, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hãy nổ đơn nha các anh chị nha. Hãy bùng nổ doanh số trong ngày hôm nay nha các anh chị nha. Rồi, xin chào cả nhà. Sau khi nghe chia sẻ của mentor Vân Tống, các anh chị đã bớt hơn một cái chút nỗi sợ bán hàng chưa ạ? Hãy bán hàng với tinh thần mình là một người chia sẻ giá trị nha các anh chị. Bán hàng để có thu nhập, bán hàng để trao giá trị, bán hàng là học tập, bán hàng là đào tạo và bán hàng để cùng thắng. Và chúng ta hãy bán hàng với tâm thế của một bestseller. Tôi là một người chuyên gia bán hàng xuất sắc. Tôi nhất định bán được hàng và tôi sẽ đưa ra những giải pháp vượt mọi khó khăn để bán được hàng. Tất cả các anh chị đã biết mình phải làm gì rồi đúng không ạ? Trước hết là chúng ta xác định danh sách khách hàng này, chọn sản phẩm chủ lực này và lên kịch bản sale. Thế thì có kịch bản rồi, có tất cả những điều kiện tiên quyết rồi, chúng ta bây giờ sẽ bắt tay vào làm việc thôi ạ. Lan một lần nữa thay mặt tất cả các anh chị ở trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay, cảm ơn sự chia sẻ rất là cháy của mentor Vân Tống. Cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt đến giờ phút này và chúc tất cả các anh chị có một ngày mới nhiều năng lượng, nhiều thành công và bão đơn nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị.